Chào cô chú anh chị nha, em còn cây 488, xin đi qua 488. Thời này thì cách khai thác tầm trung ha, hoặc là các gia đình rất là ngon. 488 Made in Japan. Cái này nó bẩn nhưng mà còn khá là đẹp đó mọi người. Đậu về mình vệ sinh nha. Này hàng bãi của chú anh chị. Cái này em bao hơi lửa nha. Máy bao hơi lửa đủ đồ nha cô chú anh chị. Nó kẹt cái ngón tay bây giờ nó còn đau ghê. Chưa quên rồi nha, nhìn hết nha. Mấy cái con này thôi. Cái mùng cưa nó nhiều dễ sợ. Này thì hơi thôi, cắm đầu. Cắm đầu bao hơi lửa nha cô chú anh chị. Con này chắc thì rất là bắt luôn. Ốp là ốp mũ nha, nên là nó sẽ nhẹ bớt một phần cho con máy. Nó chạy cái làm xích, cái làm xuồng bãi này. Làm trượt quá dày, làm là chắc có 6 bắt của tôi. Cái làm xuồng xin đã qua nha, làm xuồng xin đã qua bãi. Quá chất lượng của chú, xích thì rất là dày rồi nha, nó chạy xích lỡ nè, xích 35. Mặt tiền thì vẫn còn đẹp nha, cái này là nó kiểu như nó tự bong thôi. Cái này về dọn lên thì thôi. Cái này là em sẽ báo giá chưa dọn nha các chú anh chị. Mình em thì em đa số em bán nhiều, bán nhiều bán nhanh là để lời ít nhưng mà bán nhanh, bán nhiều bán được số lượng nhiều. Con này em để cho mọi người 3 triệu nha, con này em để cho 3 triệu. Tiền ship một con như thế này thì con này cả cái làm xích này luôn chắc phải đóng thùng chắc phải 7 ký thì nó tầm 35-40 ngàn hoặc là 45 ngàn gì tiền cước. Hồi trước em gửi một con như thế này đi ấy, mọi người là nó tính đi ra miền Bắc ấy là nó tính tới 10 ngàn luôn mọi người. Còn đi về miền Tây nó tính 8 ngàn, 9 ngàn mọi người, là 9 x 7 = 63. Là khá là mắc đó chứ. Còn bây giờ thì tiền cước rất rẻ, có 5 ngàn, 5 ngàn rưỡi rồi một ký thôi, nên là con này tầm 30-40 ngàn tiền cước. Thằng bãi nha, zin nha, chưa động chạm nha các chú chị, có mở bô kiểm tra trong rồi nha, thử lửa rồi nha, đủ đồ, bao hơi lửa, 3 triệu, không bao ship nha.